đã đến kênh YouTube của Ngân Nguyễn nha. Thì ngày hôm nay nhà mình cũng ăn lẩu Thái. Để trong cái lẩu này mình có là nghêu, cá, cái mực với lại tôm. Rau mình có rau bắp chuối với lại nấm, lại cải thảo với lại giá. Thôi mời cả nhà cùng với lại gia đình mình nha. Mời mẹ, mời chị nè. Mời anh chị. Cũng là mùng 3 tới cái nhà, nhà mình cũng là ăn ở nhà đó. Ăn đi, chén đứng đâu? Bên này không cay không? Cái lẩu này là cả nhà hôm nay chị mình nấu á, cho nên mình không có quay được. Chứ lại á, cái nhà mình á có ốc này là ốc hương á, tạo như vậy á. Cuối á, ở quê mình ở Vũng Tàu á thì mấy chị em mình nó có hay cái quán ốc á, mà người ta làm kiểu cách như vậy nè. Cả nhà thấy hôm nay nhà mình vui không? Ông người vui ha? Cũng có trong gia đình không à? Ủ này của chị vợ mình làm rất là ngon. Ngon. Cho 10 điểm. Em cho 12 điểm. 12 trên 10, 2 điểm bốn rồi. Nhà mình ai cũng biết nấu á cả nhà. Cho nên nó có người không biết nấu. Tony. Nó Tony biết nấu đồ ăn Mỹ, lâu lâu cũng đồ ăn Mỹ. Mình ready với gì macaroni. Hôm nay á nhà mình ăn cái lẩu Thái này ngay đúng ở ngoài đường nó rất là lạnh luôn cả nhà. Cái đó đó. Gia nấu lẩu. Thì mình hay ra cái chỗ cái gì chỗ ở đây hả? Hình như là I love hot pot. Đó thôi. À, lớp hấp thì nó cũng làm nhiều lẩu lắm, cái nhà nó làm nhiều lẩu lắm, nó có nhất là lẩu dê của nó. Mình ăn lẩu dê rồi, xong rồi sau này có ai trong gia đình nói mình cái vụ lẩu dê mình không dám ăn luôn. Dê nhiều người làm bị hôi chứ. Nếu người ta làm không đúng đó, thì cái lẩu dê đó nó hôi lắm. Dạ. À, đúng rồi. Nên mình không có dám ăn nữa. Sau này thử ăn lẩu Thái hết. Đúng rồi. Từ khi mùa dịch là ở nhà không dám đi ra ngoài luôn. Lẩu Thái là lẩu đặc biệt đó. Lẩu Thái là mình thích lẩu Thái nhất. À, mì chua. Chua chua dễ ăn. Dạ. Nó ngán. Nó cay cay chua chua. Thì giống như là mì chua cay. Lẩu Thái á. Tại mì. Mình mua cái này là cái nhà. Mình là mình đi về sớm. Rồi mình mua những cái nào mình cần mua thôi. Chứ thường thường á, mình đi ra ngoài tới mấy tiếng mới về. Ken sẽ là người tiếp trộn, nhân viên tiếp trộn. Tay bị, tay bị. Lo rồi, có anh Tony uống không? No, không muốn rồi, em muốn. Mày mai đi chờ làm. Phải lái xe. Mày bay. Em uống em, đừng nghe. Thì cái nhà biết hôm qua lúc mà hai vợ chồng ăn xong rồi vợ mình hỏi mình giờ mai là ngày Valentine, anh muốn làm cái gì? nhắc nhở mình mà cả nhà biết mình cũng làm thinh luôn, tại vì mình không những cái gì mình làm mình không thích nói. Thì hôm nay mình mới ngủ dậy sớm, mình chạy ra, mình đã đặt bông 2 ngày trước rồi, xong rồi chạy ra lấy bông đem về tặng cho vợ mình cho cái ngày lễ tình yêu Valentine's Day đó. Nhưng mà anh vừa vô anh kêu không đang mặc đồ á ta, đồ gì mặc cái phòng đang một đống đồ lên, không anh cầm cái máy anh quay, mình tưởng anh quay post lên trên mạng đó. Ơi anh kỳ vậy, đang đi ra ngoài đi, anh kêu nè em ra đây em coi nè, có cái gì nhìn thấy nguyên cái bông hoa bự mà đẹp lắm. Mình có quay trong lúc mà vợ mình cái reaction của vợ mình á, thì cái đó đăng lên hay không của cái đó là tùy quyền của vợ mình nha. Mà mình có quay hết á. Đây cái phòng đang nguyên một đống đồ luôn. Mình mắc cỡ quá, mình kêu anh đi ra, anh còn đứng quay hoài à. Đậu ngon. Đậu quá ngon luôn. Tự ăn tự che đậu là chưa phù hợp hay tính. Đậu nhận ngon nè. Mẹ ăn cá không? Dạ. Ăn cá. Mình không phải nói chứ, nhà mình đó ai cũng nấu đồ ăn giỏi, ngon giỏi á. Anh kể mình hả, nấu đồ ăn bất cứ gì cũng ngon. Nô, cho nó sôi đi, cho nó sôi nhanh, nó chín cho đi, cá tí xíu. Thịt bò thì cũng vô ăn liền hết. Hôm nay mình đi chợ á, ngoài chợ đó, hôm nay có đốt phố hoa. Cả nhà biết mình cũng có ăn
ăn cay được mà trong lúc mà ăn lẩu có cay nó mới ngon. Cái nhà biết lúc mà mình ở nhà mình mới lên làm YouTube với vợ mình, chứ thì thường mình đi làm mình bận lắm, nhiều khi mình đi làm lâu lâu mình mới về một lần. Cái nghề của mình cũng không sung sướng gì mà nói chung là cái nghề mình cũng có ổn định rồi, thì mình cố gắng mình làm lo cho gia đình thôi. Cái nghề mình không sung sướng gì đâu. Nghề cất mà đúng rồi, nghề của mình cũng bụi đời lắm. Đi qua Alaska đi chưa anh? No, Alaska phải đi qua Canada. Mà Alaska đi xa lắm. Mà được rồi mà nếu mà chạy qua Alaska cũng có cơ hội không xuống mấy kịch luôn á. Tại vì cái đường nó ghê lắm. Happy Canada. Nhà biết đó là mình á, mình đi quen cái chợ nào là mình biết đúng đi một cái lần chợ đó. Nhà biết ở nhà mấy đứa nhỏ này mình đưa cho nó đồ ăn bình thường á thì nó không ăn đâu, mà mấy cái đồ ăn lặt vặt á thì nó ăn lẹ lắm. Bởi vậy mình làm cha mẹ mình cũng nhiều khi nó ăn không có đủ đồ ăn, mình cũng lo cho nó. Mà mấy cái bánh mấy cái đồ lặt vặt thì nó khoái ăn lắm, kẹo chip đồ nó ăn dữ lắm. Lẩu thái này bỏ nấm vô, tất cả nấm gì cũng được hết, mà bỏ vô nấm ăn sụt nước ra trời ơi. Tấm lòng cho cái nấm ngọt thơm. Vậy thế đang nấm nào cũng nấm trăm cô nấm gì cũng. Cẩn thận mấy cái cải á. Bởi mấy cái này là em giờ hút ăn, cứ ăn từ từ nó nóng á, mình cứ hút vô nó lạnh này chết. Để làm mấy cái đáy á, cái cải á. Nó bám hết mỉ sạch tệ ở sạch đó. Thật sự nên nó cực kỳ cay luôn. Không biết là bên đây nó cay lắm nè. Đúng rồi. Trời lạnh. Super hot. Cay lắm. Cái xì đó mà nó xì có. Đây chị mua chồng cầm. Cái xì cũng có. Cái nhà biết trời lạnh mình ăn lẩu này là rất là hấp dẫn hả? Cái cay lại ăn cũng được. Trời lạnh ăn chế biến nước sôi ấm mà. Cay hả? Thật ra chế biến nước sôi đây hả? Ăn thôi nó ấm, ấm nó ấm mà bụng. Lạnh lắm, lạnh lạnh. Tại ngoài rất là lạnh cái nhà. Cái đó như thế nó sạc nó 5-10 phút nó mới hoàn hồn lại, sạc khó chịu lắm, sạc cái kiểu sạc tới mũi luôn, khó chịu luôn, nhiều khi muốn sạc mà phải kẹt cái nó cây cái cuốn họng này, cái cuốn họng cây cái sạc đó nó dâng vô lỗ mũi mình đó, mà sạc với hột ớt nhau lỗ mũi. Wow, có một hột ớt của lỗ mũi đó là nó sót. Hôm nay cũng cay mà cay ít thôi, cay cái kiểu bình thường. 2-3 vô. Cả nhà ơi, thì gia đình mình á ăn nhiêu đây thì cũng đã đủ rồi. Bây giờ á gia đình mình sẽ chuyển qua karaoke cũng giống như mấy cái video trước á. Xin chào. Xin chào cả nhà. Một lời ca.
bận tìm anh không đi đâu. Vì em đã quá đau, mong cảm giác đau rồi anh. Để đi xuống mong vì anh bớt tiếng đi. Em không cần tội lỗi yên đâu anh.